Chào đón quý vị và các bạn đến với bản tin trên kênh Thời sự nhanh. Trong vòng 24 giờ qua, quý vị quan tâm nhất đến thông tin nào? Hãy cập nhật với chúng tôi trong phần điểm tin chính ngay sau đây. Cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường nhắm mắt duyệt hồ sơ thuốc giả ra sao? Kính thưa quý vị, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, từ năm 2008 đến năm 2014, bị can Trương Quốc Cường là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét duyệt thuốc Bộ Y tế, là người chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục Quản lý Dược. Với chức trách là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, ông Cường có trách nhiệm quản lý hoạt động của nhóm chuyên gia thẩm định, sử dụng kết quả thẩm định để ra quyết định liên quan đến cấp số đăng ký thuốc. Cụ thể, mỗi nhóm thẩm định phải có nhóm trưởng có trách nhiệm tổng hợp ý kiến tư vấn của các chuyên gia để trình Cục trưởng Cục Quản lý Dược. Nhóm thẩm định tư vấn cho hội đồng xét duyệt thuốc và cục trưởng trong việc ra quyết định cấp giấy phép lưu hành thuốc tại Việt Nam. Tuy nhiên, cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường đã thực hiện không đúng các quy định trên, thành lập nhóm chuyên gia thẩm định mà không phân công trưởng nhóm, bỏ qua vai trò của người chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thẩm định cho cục trưởng và cũng không yêu cầu bất kỳ cá nhân nào trong nhóm thẩm định pháp chế báo cáo cho mình về kết quả thẩm định để phát hiện, ngăn chặn những sai phạm. Ngoài ra, ông Cường không sửa đổi quy chế, quy trình theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ Y tế để quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động thẩm định, cấp số đăng ký thuốc để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. Quá trình thẩm định 7 loại thuốc Health 2000 Canada, các chuyên gia pháp chế đã bỏ qua một số yêu cầu, quy định của pháp luật, thậm chí tự ý sửa chữa, tẩy xóa biên bản thẩm định. Bị can Trương Quốc Cường là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của nhóm thẩm định, nhưng đã không quản lý được kết quả thẩm định, để cấp dưới có nhiều sai phạm dẫn đến 7 hồ sơ không đủ điều kiện, nhưng vẫn được thẩm định đạt đề nghị cấp số đăng ký. Trong việc điều hành, giám sát bộ phận thường trực đăng ký thuốc với vai trò là cục trưởng, ông Cường không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ được giao, để bộ phận thường trực đăng ký thuốc có nhiều sai phạm. Cụ thể, cấp dưới của ông Cường đã đưa hồ sơ hai thuốc H2K, Cofloxacinibor và 2KB, Levofloxacin, ra thẩm định sớm trước gần 1.000 hồ sơ thuốc khác không đúng quy định, thể hiện sự ưu tiên không có lý do chính đáng đối với công ty Vimidimec. Đưa thêm tài liệu trái quy định vào hồ sơ hai thuốc trên sau khi nhóm chuyên gia đã đề nghị không cấp sổ đăng ký. Dựa trên tài liệu đưa thêm này, cán bộ cấp dưới đã viết thêm sửa chữa biên bản thẩm định từ không cấp sang bổ sung hồ sơ, đề nghị cấp số đăng ký trong khi hồ sơ không đủ điều kiện, nhằm mắt duyệt hồ sơ thuốc giả. Cơ quan tố tụng cáo buộc, cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường đã xét duyệt cấp số đăng ký cho 7 thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada, trong khi biên bản thẩm định và hồ sơ không đủ điều kiện cấp. Theo cáo buộc, là người có trách nhiệm quản lý, giám sát xuyên suốt từ khâu thẩm định đến xét duyệt hồ sơ đăng ký thuốc. Tuy nhiên, ông Cường đã không phát hiện những sai phạm trong biên bản thẩm định khi được Chủ tịch Hội đồng Ủy quyền chủ trì xét duyệt 5 thuốc hoặc tham gia với tư cách là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng xét duyệt 2 thuốc. Bị can Trương Quốc Cường không kiểm tra, kiểm soát kỹ danh mục thuốc đã được xét duyệt trước khi trình lãnh đạo Bộ xem xét và trước khi ký quyết định cấp số đăng ký, nên không phát hiện ra các thuốc mang nhãn mác Health 2000 Canada không đủ điều kiện cấp số đăng ký. Hậu quả, 7 hồ sơ thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada được xét duyệt cấp số đăng ký để 6 trên 7 loại thuốc trên nhập khẩu vào Việt Nam điều trị cho người bệnh. Sau khi xảy ra vụ án VN Pharma giai đoạn 1, Cục Quản lý Dược có văn bản đề nghị Đại sứ quán Canada tại Việt Nam xác minh thông tin về 4 công ty dược của Canada đang hoạt động về thuốc tại Việt Nam, trong đó có công ty Health 2000 Canada. Phía bạn phản hồi rằng công ty trên không sở hữu giấy phép sản xuất thuốc hợp lệ, cũng như không có bất kỳ sản phẩm nào có mã định danh sản phẩm thuốc hợp lệ, do đó công ty này không có bất kỳ sản phẩm nào được cấp phép lưu hành tại Canada. Cấp dưới hai lần trình báo cùng với trả lời của phía Canada, nhưng ông Cường bút phê, yêu cầu phải có con dấu và chữ ký. Cục An ninh Chính trị Nội bộ Bộ Công an A83, nay là A03. Sau đó cũng có công văn cảnh báo về những sai phạm liên quan đến vụ án VN Pharma, cũng như dấu hiệu nhập lậu thuốc của Health 2000 Canada. Mặc dù nhận được nhiều nguồn thông tin cảnh báo như nêu trên, nhưng cựu Thứ trưởng Trương Quốc Cường không quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi số thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác Health 2000 Canada đã nhập khẩu. Hậu quả, sau ngày 21 tháng 11 năm 2014, có 4 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 Canada không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn được cung cấp cho các đơn vị kinh doanh dược, các cơ sở y tế để bán, sử dụng điều trị cho người bệnh. Sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt, FLC trao đổi gì với tỉnh Vĩnh Phúc?
Thưa quý vị, công ty cổ phần tập đoàn FLC đã có văn bản gửi Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc để thông tin hoạt động đầu tư của tập đoàn này trên địa bàn. Sau vụ việc ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn FLC bị khởi tố. Văn bản của lãnh đạo FLC cho hay, vụ việc có liên quan đến cá nhân ông Trịnh Văn Quyết thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán trong thời gian gần đây vẫn đang trong quá trình điều tra ban đầu, chưa có kết luận chính thức. Ông Trịnh Văn Quyết đã và đang phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan. Tập đoàn FLC khẳng định không phải chủ thể có liên quan hoặc có những hoạt động liên quan đến vụ việc trên. Theo đó, FLC cho rằng vụ việc hoàn toàn không tác động hoặc làm thay đổi những định hướng quan trọng của tập đoàn trong hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh, v.v. trong thời gian tới, đồng thời không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông đối tác đang có giao dịch, hợp tác với FLC. Ông Đặng Tất Thắng sẽ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho đến khi có quyết định mới của Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty. Liên quan đến sự việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản gửi các sở ngành, ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc, Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố yêu cầu thực hiện tạm dừng biến động tài sản, giao dịch chuyển nhượng, mua bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp, v.v. Đối với tài sản, bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu, v.v. đứng tên các nhân vật và công ty liên quan đến cá nhân, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, kiêm Chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways, Trịnh Thị Thúy Nga, Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán BOS, em gái của ông Quyết, Trịnh Thị Minh Huế, Kế toán Tổng hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, em gái ông Quyết, Lê Thị Ngọc Diệp, nhân viên ngân hàng BIDV, vợ ông Quyết. Văn bản nêu rõ, yêu cầu Giám đốc Sở Tư pháp chỉ đạo các phòng công chứng trên địa bàn tỉnh tạm dừng các giao dịch tài sản đứng tên các cá nhân và công ty liên quan các cá nhân nêu trên. Mới đây qua giả soát, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng ông Trịnh Văn Quyết hiện nay không có tài sản cá nhân trên địa bàn. Nhà cửa ở Vĩnh Tường là tài sản của bố mẹ ông Quyết. Theo lãnh đạo huyện Vĩnh Tường, hiện nay tập đoàn FLC đang có 2 dự án bất động sản trên địa bàn, gồm khu du lịch nghỉ dưỡng FLC Luxury Resort 5 sao, tọa lạc trên khuôn viên rộng 7,4 hectare ở Vĩnh Thịnh, Vĩnh Tường. Tổ hợp khách sạn và trung tâm hội nghị quốc tế FLC Vĩnh Phúc tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường với quy mô hội trường 2.000 chỗ, cùng hợp phần khách sạn tiêu chuẩn 5 sao 2.000 phòng. Trong diễn biến mới nhất, vụ án thao túng thị trường chứng khoán tại tập đoàn FLC đã được đưa vào diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo dõi chỉ đạo. Nhiều lỗ thủng trong đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Học viện Khoa học Xã hội. Thưa quý vị, Thanh tra Chính phủ mới đây vừa công bố kết luận thanh tra công tác quản lý tài sản công, các dự án đầu tư, tổ chức hợp tác nghiên cứu, đào tạo cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện Khoa học Xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giai đoạn 2015-2019. Theo kết luận thanh tra, giai đoạn 2015-2017, việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của Học viện còn nhiều hạn chế, khuyết điểm trong quy trình tuyển sinh, chương trình và quản lý đào tạo. Cụ thể, quy trình đào tạo thạc sĩ của học viện này thiếu quy định chi tiết về đối tượng, điều kiện dự thi, bảo vệ luận văn, thâm niên công tác, thiếu quy định về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn. Quy chế tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ theo quy định về kinh nghiệm quản lý và thâm niên công tác theo yêu cầu của từng ngành đào tạo, không quy định cụ thể về thời gian làm việc chuyên môn. Chương trình đào tạo thạc sĩ của Học viện Khoa học Xã hội thiếu nội dung về chuẩn đầu ra của từng chuyên ngành. Có trường hợp giảng viên hướng dẫn vượt số học viên cùng thời gian, học viên đăng ký ngành này nhưng được cấp bằng của ngành khác. Một số trường hợp giảng viên bị phát hiện không đủ điều kiện tham gia hội đồng chấm luận văn thạc sĩ, số cấp phát văn bằng còn tẩy xóa, sửa chữa, thiếu thông tin về nghiên cứu sinh. Việc quản lý tài sản cũng còn nhiều vi phạm, khuyết điểm, chi phí phụ cấp cho số chức danh không đúng quy định, sử dụng ngân sách nhà nước, chi tiền lương cho hội đồng ngoài biên chế hơn 1,2 tỷ đồng, kê khai thiếu số tiền thuế phải nộp. Ngoài những sai phạm về đào tạo, Thanh tra Chính phủ còn xác định Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam ban hành các quy chế quản lý khoa học, những nội dung còn bất cập. Việc này dẫn đến việc các đơn vị cấp dưới không tiếp thu kịp thời, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Có 3 đề tài nhiệm vụ không có đóng góp về khoa học cho xã hội, 37 đề tài nhiệm vụ cấp do Bộ Văn phòng chủ trì chưa được nghiệm thu cấp cơ sở trước khi nghiệm thu cấp bộ, 18 đề tài nhiệm vụ cấp bộ nhưng không nghiệm thu cấp bộ. Từ đó, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam trong giai đoạn 2015-2019. Học viện Khoa học Xã hội được yêu cầu bổ sung đầy đủ quy trình đào tạo, làm rõ những trường hợp tẩy xóa, sửa chữa trên sổ cấp phát văn bằng, xử lý theo quy định nếu có sai phạm. Biệt thự triệu đô ở Tam Đảo liên quan tới Trịnh Xuân Thanh giờ ra sao?
Thưa quý vị, khu biệt thự trên khu đất 3.400m2 tại thị trấn Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, tên gọi khác là khu biệt thự Ma Chi, liên quan tới Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí PVC, đã có nhiều sai phạm tại dự án nhà máy nhiên liệu sinh học Anthanol Phú Thọ, được dư luận đặc biệt quan tâm. Mỗi khi tới Tam Đảo, địa chỉ biệt thự Trịnh Xuân Thanh chẳng xa lạ gì với người dân thị trấn này. Theo nội dung vụ án Anthanol Phú Thọ, Trịnh Xuân Thanh đã bàn bạc với Đỗ Văn Hồng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị PVC Kinh Bắc về việc PVC sẽ cho PVC Kinh Bắc tạm ứng 25 tỷ đồng vượt quá hợp đồng mà hai bên đã ký kết. Sau khi nhận tiền, Hồng sử dụng 23,8 tỷ đồng mua khu đất 3.400 m2 tại Tam Đảo nhằm hợp thức hóa số tiền tạm ứng. Các bị cáo chuyển số tiền 21 tỷ đồng trong số 25 tỷ đồng tạm ứng thành tiền góp vốn của PVC tại PVC Kinh Bắc dưới hình thức gán trừ công nợ. Trịnh Xuân Thanh sau đó thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Mai Phương, công ty Mai Phương nhờ cha ruột đứng tên. Ông Thanh đã đề nghị Hồng chuyển nhượng lại khu đất này từ PVC Kinh Bắc sang cho công ty Mai Phương với giá là 23,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thanh mới chỉ trả lại 20,8 tỷ đồng, số tiền 3 tỷ đồng còn lại ông Thanh không trả. Tháng 8 năm 2015, cha của Thanh chuyển nhượng toàn bộ công ty Mai Phương gồm cả thửa đất 3.400 m2 cho vợ của Thanh là bà Trần Dương Nga. Gần một năm sau, bà Nga tiếp tục chuyển nhượng toàn bộ tài sản công ty Mai Phương cho ông Kiều Đào Lâm, trú tại Vĩnh Phúc với giá là 45 tỷ đồng. Tháng 12 năm 2019, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an ra quyết định tạm giữ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu đất 3.400 m2 do công ty Mai Phương đứng tên. Tại phiên tòa phúc thẩm vụ án tại dự án Anthanol Phú Thọ hồi tháng 9 năm 2021, công ty Mai Phương đề nghị tòa án phúc thẩm xét trả lại 3.400 m2 đất tại Tam Đảo bởi công ty đã nhận chuyển nhượng khu đất từ gia đình ông Trịnh Xuân Thanh đúng pháp luật nên không có nghĩa vụ phải trả lại cho PVC như phán quyết của tòa án. Tuy nhiên, sau 3 ngày xét xử và nghị án kéo dài, hội đồng xét xử đã bác bỏ toàn bộ kháng cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn Mai Phương về việc xin trả lại quyền sử dụng lô đất 3.400 m2 ở thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Về quan hệ dân sự liên quan đến việc góp vốn, chuyển nhượng khu đất giữa PVC Kinh Bắc, PVC và công ty Mai Phương, tòa phúc thẩm cho rằng nếu các bên có tranh chấp thì quyền khởi kiện ở một vụ án khác. Đến nay, trải qua nhiều sóng gió, số phận biệt thự tỷ đô liên quan đến Trịnh Xuân Thanh giờ ra sao? Theo ghi nhận của báo chí vào cuối tháng 4 này, khu biệt thự trên khu đất 3.400 m2 tại thị trấn Tam Đảo đang trong tình trạng bỏ không. Khu biệt thự này tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất trên đỉnh cao nhất của thị trấn Tam Đảo với tốc độ phát triển của thị trấn Tam Đảo. Khu biệt thự này được giới đầu tư nhà đất định giá trên 50 tỷ đồng. Khu biệt thự này có hai khối công trình cao 3 tầng liền kề nhau. Phía trong biệt thự được bố trí các tiện ích như bể bơi, khu tập thể thao, phòng chiếu phim, các phòng ngủ, v.v. Tuy nhiên, sau nhiều biến cố liên quan tới Trịnh Xuân Thanh, nhiều năm qua biệt thự này không được sử dụng. Hiện trạng khu biệt thự này đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, đặc biệt cảnh quan bên ngoài nhếch nhác. Nhiều phòng trong biệt thự triệu đô này đang bỏ trống vắng bóng người. Người dân sống gần khu biệt thự này chia sẻ, tại đây không có hoạt động sinh sống làm việc từ nhiều năm nay, hiện chỉ có một người bảo vệ trông coi, thi thoảng quét dọn và chăm sóc cây cối, còn lại thì bỏ không im ắng.